xin chào các bạn bất chấp những tác động của đại dịch covid 19 đối với nền kinh tế các tỷ phú thế giới và việt nam vẫn tiếp tục an nên làm ra theo xếp hạng tỷ phú thế giới 2021 mới công bố của tạp chí forbes số tỷ phú toàn cầu cũng lập kỷ lục mới với 2.755 người tăng 660 so với năm ngoái tương đương 17 giờ lại có thêm một tỷ phú được sinh ra mỹ hiện là nước có nhiều tỷ phú đô la mỹ nhất với 724 người theo sát là Trung Quốc với 698 người, Ấn Độ đứng thứ ba với 140 người. Việt Nam lần đầu tiên có 6 tỷ phú góp mặt trong danh sách này. Trước khi điểm qua đó là những gương mặt nào, các bạn nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video hay nhé. Đứng thứ sáu, Nguyễn Đăng Quang Ông Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1963, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Mason Group. Ước tính tổng tài sản khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ là người giàu thứ 2378 trên thế giới và là người giàu thứ 6 Việt Nam. Nguyễn Đăng Quang tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế Nga Plakana và tiến sĩ khoa học công nghệ tại Học viện Khoa học Quốc gia Belarus. Ông bắt đầu khởi nghiệp từ những năm 1990 sau thời gian học tập tại Nga thông qua việc bán mì gói cho những người Việt sinh sống tại đây. Đến năm 2002 là thời điểm ông Quang đưa Mason trở về Việt Nam. Các năm sau đó Mason Group liên tục thành công và xuất hiện thường trực trong bếp ăn của người Việt, với các sản phẩm như nước mắm chinh su vào năm 2003 và mì omaki vào năm 2007. Đứng thứ năm, Trần Bá Dương Ông Trần Bá Dương sinh năm 1960, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tha Co Group. Ước tính tổng tài sản khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ. Là người giàu thứ 1931 trên thế giới và là người giàu thứ năm Việt Nam. Doanh nhân Trần Bá Dương sinh tại Huế, nhưng lớn lên ở Đà Lạt. Năm 1982, ông tốt nghiệp ngành kỹ sư cơ khí tại Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Bá Dương là người sáng lập và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco, hiện là công ty ô tô lớn nhất của Việt Nam. Ngoài ra, ông còn được biết đến tới tư cách tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Đứng thứ tư, Hồ Hùng Anh. Ông Hồ Hùng Anh sinh năm 1970, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Tích Công Bên ước tính tổng tài sản khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ. Là người giàu thứ 1931 trên thế giới và là người giàu thứ tư Việt Nam. Ông tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Kiev Ukraine và thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực của Đại học Giao thông Đường bộ Moskva Liên bang Nga. Hồ Hùng Anh đã luôn cho thấy mình là một người tài giỏi ngay từ khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường với loạt thành tích xuất sắc. Quá trình khởi nghiệp của ông bắt đầu được thực hiện ở tại Liên bang Nga. Ông đã lựa chọn lĩnh vực mì gói và tương ớt để bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình. Đến năm 2005, ông Hồ Hùng Anh tham gia vào Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tích Công Đen. Đến tháng 5 năm 2008, ông đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Tích Công Đen. Ngoài ra, ông là người gắn bó rất lâu với công ty cổ phần đầu tư Mason. Từ năm 1997 đến năm 2018, thì ông mới rút khỏi Mason để về quản trị tại Ngân hàng Tích Công Đen với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và ông trở thành một trong những tỷ phú đô la giàu nhất giới ngân hàng Việt Nam. Đứng thứ ba, Trần Đình Long. Ông Trần Đình Long sinh năm 1961, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hòa Phát. Ước tính tổng tài sản khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ. Là người giàu thứ 1444 trên thế giới và là người giàu thứ ba Việt Nam. Ông là doanh nhân thành công và giàu có nhất ngành thép và cũng là người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán Việt Nam. Năm 1986, Trần Đình Long tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với tấm bằng cử nhân kinh tế. Sau 6 năm bày mò tìm hiểu thị trường, năm 1992, Trần Đình Long cùng người bạn thân thiết của mình là Trần Tuấn Dương, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị phụ tùng. Đây là công ty chủ yếu buôn bán đồ cũ từ Nga về, kể từ đây sự nghiệp kinh doanh của ông chính thức bắt đầu. Hiện nay, Hoa Phát đã trở thành doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng và ống thép lớn nhất Việt Nam với thị phần lần lượt là 22% và 26%. Trần Đình Long được gọi là vua thép, khi đang trên cương vị chủ tịch hội đồng quản trị Hòa Phát, tập đoàn này hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: sắt thép xây dựng, ống thép và tôn mạ, nội thất, bất động sản, nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, nhưng sản xuất thép vẫn chiếm tỷ trọng 80% doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn. Đứng thứ hai, Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 hiện là phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng HD và tổng giám đốc hãng hàng không Việt Jet Air. Ước tính tổng tài sản khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ. Bà là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, là người giàu thứ 1111 trên thế giới và là người giàu thứ hai Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được sinh ra tại Hà Nội, bà may mắn có cơ hội được đi du học Đại học ngành Kinh tế Tài chính năm 17 tuổi. Bà Thảo nhanh chóng nổi tiếng trong cộng đồng không chỉ với thành tích học tập xuất sắc, mà còn có tài kinh doanh thiên bẩm và bước vào thương trường khi còn là sinh viên năm thứ hai. Hiện bà đang giữ chức vụ tổng giám đốc của Vietjet Air, phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị ngân hàng HDB. Phần lớn tài sản của bà Thảo đến từ số cổ phần của Vietjet Air, ngành hàng không cũng chính là lĩnh vực đưa bà Thảo trở thành nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của khu vực. Ngoài ra, bà Thảo còn có 15 năm làm việc tại HDB trong lịch sử 30 năm hoạt động của ngân hàng này đồng thời trực tiếp nắm giữ 3,67% cổ phần của HD Bank. Đứng thứ nhất, Phạm Nhật Vượng. Ông Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968, hiện là chủ tịch tập đoàn Vingroup. Ước tính tổng tài sản khoảng 7,3 tỷ đô la Mỹ. Ông là người giàu thứ 344 trên thế giới và là người giàu nhất Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng đã theo học và tốt nghiệp đại học vào thời điểm Liên Xô cũ tan rã, sự sụp đổ gây ra nhiều hệ lụy nhưng cũng đem lại cơ hội cho những người có khả năng mang tầm nhìn xa. Trở về Việt Nam, ông Vượng đầu tư bất động sản, xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Nha Trang và đầu tư xây dựng ngay tại thủ đô Hà Nội. Mọi sự lựa chọn của ông Vượng đều chứng tỏ sự đúng đắn, kinh doanh tiếp tục thành công và Vingroup đã chính thức ra đời vào năm 2012. Hiện nay, Vingroup là một trong những gã khổng lồ của Đông Nam Á với nhiều lĩnh vực kinh doanh như công nghệ, ô tô, xây dựng và phát triển các khu đô thị trung tâm mua sắm, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, hệ thống bệnh viện, các cơ sở giáo dục, trung tâm hội nghị. Còn các bạn có những ý kiến đóng góp có thể comment bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu thấy nội dung hay và hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.